chào quý chú anh chị và các bạn. Hiện tại Chi và Nen đang đứng ở một nơi rất đặc biệt, đang đến cái chợ gọi là chợ Nà Xi nha cả nhà. Chợ này được gọi là chợ côn trùng lớn nhất ở Sơn La. Thì cái chợ này, cái tên của nó đã nói lên tất cả mọi thứ. Có nghĩa là trong chợ này sẽ bán rất là nhiều côn trùng như là dế, rồi sâu hay là trứng kiến, vân 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 vân. Chợ côn trùng Nà Xi này á thì nó chỉ bán vào khoảng chiều thôi. Thì Di cũng có nghe nói là cũng có một vài người Thái, người đồng bào Thái đen và Thái trắng cũng có buôn bán và kinh doanh ở trong chợ này. Thì nếu mà may mắn thì có thể gặp được và cho bé Nen giao lưu nha cả nhà. Đây là từ đây trong giữa chợ là người ta sẽ bán côn trùng nha cả nhà. Thì để Di đi tới đầu kia, Di quanh lại. Bên tay trái Di thì sẽ bán những hàng thực phẩm, những hàng tươi sống như là heo, bò, trâu, nó tươi sống. Ở bên tay phải Duy thì sẽ bán những vật dụng như là kẹp tóc, vớ, bao tay, quần áo, các thứ. Đi lên một xíu nữa thì sẽ thấy là người ta bán rau củ quả. Đó. Rau củ quả là cái gì đó? Rau củ đó. Ờ, rau củ. Đó, rau củ với ngan, vịt, đi có thỏ nữa. Ủa, thỏ nè. Cho nuôi vậy. Ừ. Rau này người ta trồng ở nhà, ta đem ra ta bán. Rẻ. 15k hai hộp rẻ bèo. Rẻ bèo là cái gì đó? Rẻ quá rẻ. Rẻ rồi, lẻ chết bà rồi. Ờ, rẻ chết bà luôn. Mua đi. Ờ, em mua cũng được, mua đi, mua tối về ăn. Cái này thì em mua được, ta tối ăn liền được. Nè, 15k hai hộp rẻ bèo. Không có mua lẻ bèo rồi á, ở đây. Không biết nếu không mua lẻ bèo ở đây rồi, mình muốn mua ở đâu, không mua. Thao lầy, thao lầy, thao lầy. Thao lầy là cái gì? Thao lầy là bao nhiêu? Bao nhiêu là thao lầy? Cái này là khi người Thái, Thái Lan gặp người Thái Việt mình là nói. Xịp ha. Xịp ha. 12 15 1 2 3 là giấm dao luôn. À. 1 2 3 4 5 6 15 đúng bài. 15k hai hộp mà em lấy con hộp vậy? Hai hộp. Hai hộp xếp hàng đó. Có lẻ bèo rồi, con lấy hai hộp em nha. Lẻ bèo rồi lấy hai hộp. Qua đây bác hai thì. Đây. Mến trọng chút xíu. Ừ. Lẻ bèo rồi mà không có tiền xài. Ngân. Đúng bài. Đúng bài. Ngân thon. Hỏi tiền hả? Ừ, hỏi tiền mới là nói ngân thon. Đây đây đây. Phải để em coi có 15 ngàn. Có không vậy? Cho chị. À có nè. Trời ơi, thôi. Đi đi. Cho để tiền 5 ngàn cho người ta thối. Ok. Nè. Xin nha. Cảm ơn nó hay sao? Cảm ơn của em ấy là Lại Sonner. Lại Sonner. Lại Sonner tiếng Việt Nam. Lại Sonner. Nơ là miền Bắc của Thái Lan chắc chắn luôn. Dạ. Yeah. Đi trước nơ. Đi trước nơ. Bay còn á. Đi trước nơ. Ý, đúng hả? Vậy em nói tiếng miền Bắc Thái Lan đi. Em nói tiếng Bắc Thái Lan đi. Bên này nói tiếng miền Bắc của Thái Lan người ta cũng hiểu á hả? Ê, vậy em nói hay sao em dạy anh đi, anh không biết. À. Biết tiếng miền Nam mà không biết tiếng miền Bắc. Đi trước nơ, có cái gì ăn nơ, ăn cái gì này nơ là cái nói giống là mìm tiếng mìm cho mình nói là anh gì là bên anh đi trước nơ. Kè rồi nói em đi trước nơ đi. Đi trước nơ em. Để cho người ta còn bán nữa chứ. Đi trước nơ, ơi. Đi trước nơ, ơi. Là cái gì? Đi trước nhà chị. Đi trước nhà chị. Chợ địa phương cái nhà ai mà có cái gì thì đem ra chợ bán thôi, hoặc là họ sẽ đi lên rừng gọi ra đồng để mình bắt đem ra đây bán. Đó, trồng trọt đem ra đây bán. Ok bây giờ đi
đi kiếm con trùng. Cụ su bên kia có bán cái nấm gì kìa, anh thấy cái nấm gì lạ lắm. Wow. Cái này là tại vì tụi em đi du lịch tới tụi em không có chỗ nào làm á, chỉ đi quay YouTube để cho bà con đến ủng hộ thôi. Dạ. Thì chị này là chuyên bán những cái đồ tươi sống như là ếch nhái nha cả nhà. Những con này mình thường mình đem về mình chiên xào lăn. Mới thấy màu này luôn à, thường thường mấy anh thấy màu nâu ở trên trường. Nhưng mà con này mình bán theo con hay là bán theo ký? Bán theo ký. Cái này một ký ve là bao nhiêu ạ? 30 một ký. Ve còn non luôn cả nhà ơi. Tại vì đây là trứng kiến. Này đọt keo. Ve còn non. Không phải đọt keo, cái này là bên em thích ăn với mắm ruốc chấm ạ. Ở đây là sao ôm, cái này sao ôm. Ủa gì, con này là con gì nữa? Sào măng. Ở Thái Lan kêu xà ôm. Là đây, cái này. Ở đây. Trứng chiên với trứng ngon lắm. Ở đây người Thái Lan. Không hiểu. Mấy lũ. Mấy câu chày. Ba người Thái gia tộc. Dạ đây là người Thái Lan, đây mình gia tộc Việt Thái. Dạ đây là Thái Lan. Hả? Khai mốt. Cây mốt đen. Đúng rồi, anh này khai mốt. Cây mốt đen. Khai mốt đen. Chứng đúng rồi. Chứng kiến là khai mốt. Vậy nhưng mà nếu mà nói khai mốt là khai mốt bạn. Nếu bạn này nói nè, miền Nam của bạn này nè, Thái Lan miền Nam nè, khai mốt là ở miền Bắc là khai mốt. Khai mốt. Là khai mốt bán hết. Không phải khai mốt, khai là trứng mình nè. Khai là trứng. Khai là mốt, tomato. Trứng. Con kiến là tomato. Con kiến là tomato. Con kiến là tomato. Trứng kiến là khai mốt. Có thấy không nè con? Nó lấy quần này cho bà đi. Cái này được, cái này mua được. Không, cái này con tại vì con đi du lịch, con không có làm cái này được, nhưng mà cái này con mua được. Cái này bán bao tiền? 20.000. 20.000 một cân à. Tưởng 20.000 hết rổ này chứ. 20.000 hết đi. Dạ. Chiên. Tamarakin khắp. Cái này của bà đây nó lấy cho bà. Mitsukin. Không có. Mitsukin. Mitsukin. Cuba này xuống hồ đi. Mồ hôi ra rồi, để bây giờ chúng mình nói tiếng với người ta là mắc cửa. Mitsukin à? Mitsukin. Mitsukin. À, chiên lên, xào lên, rang lên. Rang với xả. Dạ. Cái mì sư là cái gì? Không hiểu. Mì sư làm cái gì? À, mì sư kin làm cái gì ăn? Dạ. Đây lời. Cái này con nói tiếng Thái á, không phải là nói tiếng dân tộc mình, nói tiếng Thái. Dạ. Dạ, con gửi bà. Mua cái này cho bà đi. Con chiên như thế nào? Không được. Các bạn thấy không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn là mình nuôi cái gì đó.
lấy con có đó cái này đi về cá xài kìa giờ. Nhưng mà ở đây là bà chuyên, nhưng mà ở đây là mình là chuyên bán cái này phải không bà? Mình bán cái này mỗi ngày hả bà ha? Khải thuốc hoành. Khải thuốc hoành đó khắp. Dạ. Tối đi soi là tối mình đi tìm cái con này mình về mình đây mình bán. Đó. Ở trên núi. Ở ruộng, ở lúa. Dạ. Chắc chắn là sạch sẽ đó. Dạ. Chắc chắn luôn. Mà tươi ngon, tươi sống luôn nè. Con ve sầu, cái đó là con ve sầu chiên ăn ngon, béo. Cái này bán sao bà? 25 ngàn một gram à, một lạng là 100 gram. À 400 ngàn một ký, 400, 350 một ký. Ở đây rẻ hơn. Ý, ở đây mắc hơn chứ? Ở đây rẻ hơn ta? Ở đây rẻ hơn. Rồi rẻ hơn. 600 mà. Rồi, thôi mình đi cho cô bán. Ở đây hoài cô bán không được. Rồi con cảm ơn. Cảm ơn mình nói sao bà? Cảm ơn nói sao bà? Mấy chi người ta dạy chúng mình rồi, cảm ơn. Lấy son. Rồi em lấy son đi. Lấy son. Anh ấy quân Việt, quân Thai. Bà hiểu không? Quân là Việt người đó chị. Đó, chị hiểu kìa. Anh nói tiếng Thái chị hiểu kìa. Chị hiểu hết. Lấy son. Lấy son nữa. Đây là cái nhà, đây là cá đồng không nè, tép đồng, cá đồng. Cái đồng, cái này cá gì? Cái này con sâu. Cái này gì trời? Ủa? Sâu này sâu gì vậy chị? Này sâu gì vậy chị? À sâu ở gốc cây. Sâu gỗ. Đó đây. Được. Bên đây là bán dế nè. Cua. Thái Lan nói cua. Bu. Người Thái Lan à? Dạ. Người Thái Lan. Chụp hình. Chị chụp hình. Đang quay TikTok. À đang quay TikTok. Là con bọ xít. Bọ xít là mình làm cái gì ăn chị? Con này á, dạ. Ăn. Cua đồng nè cả nhà. Cua đồng này thì mình nấu canh cua cũng ngon nữa. Thế là em là người Thái giống chị à? Dạ không, đây là người Thái Lan. 100% luôn. Người Thái mà. Ủa? Sao đi Hàn? Là người Thái đó còn gì nữa. Đây người Thái hết ở đây. À, mình người Thái Việt Nam, còn đây là người Thái Thái Lan. Chị dễ thương quá cả nhà. Chị có đi Đắk Thái Lan chưa? Chưa là ở đây hả? À, chị là. Ô, mình nói tiếng Lào người ta hiểu á. Mình nói tiếng Thái Lào. Cho nói chứ. Nơ là cái nó cũng có Lào chung với tiếng của Thái. Người ta nói bây giờ à. Nơ. Nơ. Đi là bay. Đi là bay. Bay con á. Đó. Tép. Lương. Ốc. Sâu. Sâu. Cái này là cái gì ta? Lỗ bán. Xào ăn. Rau cỏ mực. Cái này thì mẹ bên anh thích ăn lắm. Cái này giống như rau cỏ mực à? Dạ. Dạ. Cỏ ba lá. Mình nếu mà mình gọi là mình đồng bào Thái trắng à bà. Thái trắng. Ủa, Thái đen hả? À mình đây là mình là Thái đen. Dạ. Còn ở đây là Thái Lan. Xin chào nói như thế nào bà? Chào là quen. Quen. Bà quen sang qua trên nư. Trên nư. Trên nư hả? Dạ, trên nư. Không có quen luôn. Không biết luôn hả? Không biết luôn. Nhưng mà nếu nói sao đi à, ok đúng mà. Tiếng của Thái Lan thì Thái Lan này nó đúng. Các chị cũng hiểu đấy nói. Gần 70%. Đấy. Dạ. Cứ bay ta là chứ là đi chợ phải không chị? Đấy. Bay ta là kinh khâu, kinh lâu. Kinh lâu, kinh khâu. Dạ. 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 Bốc bảy cánh.
Người dân ở đây rất là thân thiện nha cả nhà. Bây giờ cái này là gì? Không biết cái này là cái gì? Không biết. Ai đây là anh đi ai đây? Nó không hiểu. Cái này trái gì vậy cô? Quả cọt. Quả cọt là mình ăn ở trong đây hả cô? Mình ăn ở đây à? Ăn cái này. Con chuồn chuồn nước. Dạ. Wow. Ui, nguyên cái chợ này là người dân tộc, người đồng bào Thái không đó cả nhà. Đây nè. Má Phương. Má Phương. Ta nói tên thầy với này nói thử thôi. Má Phương là cái gì? Má Phương là khóm. À khế. Khế chứ phải là khóm lộn. Anh tiếng Huệ là khế, tiếng Thái của con là Má Phương. Bé này là người Thái Lan ba à, bà. Ừ, là con là người Thái Lan. Má Phương cái bà cũng bảo Má Phương. À bà cũng bảo Má Phương à. Ừ, bà cũng bảo Má Phương ấy. À. À đúng rồi, thế là tiếng Kinh. Dạ. Giang máy sụt. Có cho. Ngọt à? À, bé này nói là ngon không cô? Có chua hay là ngọt? Ngọt không chua. Mua một trái được không bà? Một trái bao nhiêu tiền bà? Cân 8.000. Một cân 8.000. Lấy hai trái đi. Thôi lấy cân đi. Lấy ủng hộ bà nha. Cái thứ mình tìm ở đây là toàn là đồ đồng, đồ trồng không không bà? Tiếng người Khmer này. Dạ. Không biết nói nè, không biết nghe. Hai người Khmer. Cháu nói tiếng người Khmer. Có người Khmer nói hả? Em không biết nói tiếng người Khmer đâu. Đây là tiếng người Thái. Người Thái Lan, Thái Lan. Dạ, Thái Lan chứ phải người Khmer. Thôi con gửi bà 10.000 luôn nha. Thái Lan kêu Má Phương. Má Phương hả? Thái Lan kêu Má Phương. Má Phương đúng rồi. Ở Việt Nam kia là Khế. Thái Lan gọi là ba mịt. Mịt. Đây nó kêu dao là mịt là đúng rồi. Ủa, thiệt hả bà? Giống nhau à? Tiếng Việt là dao, tiếng Thái là mịt. À, tiếng Thái Lan cũng là mịt luôn. Ừ, Thái Lan mịt. Ôi, bà hiểu luôn hả? Mít tập. Cái này nói quá, lấy cái dao sát cho yeah. Con ăn thử được không? Kìa bà. Mời cái dao ăn thử nha. Long chim luôn á. Chim. Ăn thử. Ăn thử là chim đúng rồi. Chim là ăn thử. Chim. Tục chay. Hết hồn, tại vì nó nói gì cũng hiểu hết. Đây là nói về là đúng rồi. À em ăn thử à? Ô bà hiểu ha. Nón lông chim ná. Lông chim là em ăn thử. À. Cái gì? Ngon lắm. Ok. Giỏi lắm, không phải ngon lắm. Giỏi. Cái này cũng ngon. Ngon. Tiếng Việt không rành nha bà. Thông cảm, bé nói tiếng Việt không rành. Cái này người Thái à, ăn nhìn vàng. Nhưng mà là cái này lần đầu tiên ăn trái xanh xanh. Màu xanh cái này là cũng ngon thiệt. Ở Thái Lan là thấy màu xanh là suy nghĩ là chua. Chín. Chua là chua. Leo. Ừ mấy sụt. Giang mấy sụt. Bà nói gì vậy? Là chưa có chín, giang mấy sụt. Nói khác. Người kia ở đây đấy. Tiếng dạ. Nói nó khác đấy. Dạ. Ừ. Tiếng Thái mình là giống tiếng Tây, tiếng Nùng. Ừ. Là tiếng Thái Lan giống nhau luôn. Đúng đấy. Giống 70-80%. Ừ. Là ê, con cháu này là sủi mấy khách, sủi. Sủi đẹp. Sủi mấy khách. Đẹp. Sủi đẹp mà mình nói tiếng như thế nào bà? Thái là chắc má này cũng có gì ăn đấy. À lò đẹp trai phải không bà? Lò. Lò. Im là no phải không bà? Im là no.
hiểu. Hiểu là đói. Xin mới, xin đói là anh xin xin đói xin mới là gì? Dạ. Không thể. Chưa đến sau thì xin sẵn cho nên. Rồi. Đây 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 đây. Trông trắng ra mừng mềm nhẹ. Dạ con cảm ơn bà. Mua được cái gì rồi? Ô bà bán hết đi. Hết rồi. Được vừa xinh à, cảm ơn. Tám như nào mới được đây? Dạ con cảm ơn bà. Tám dạ. Như nào mới được cô công chúa này đây? Cũng khó lắm, cũng khó lắm. Dạ. Mua ủng hộ đi anh. Mua ủng hộ đi. Ủa cái này là cái gì vậy bà? Gieo à? Gieo này mình làm cái gì ăn bà? Dạ. Là cứ ngày nào mình kiếm có cái gì là mình ra đây mình bán hả bà ha? Là con cảm ơn bà. Cháu biết chọn vợ lắm nè. Mà thân thiện ha, friendly đúng không? Friendly là dễ thương. Friendly, nói như thế nào? Friendly là dễ thương, thân thiện. Dễ thương và thân thiện quý. Hai đứa này quá cái già. Đây nè, đi một vòng một bên anh. Tại vì người ta, mọi người dễ thương quá cả nhà. Mình mua ủng hộ chứ. Thật ra Di với anh cũng không ăn bao nhiêu đâu. Mua ủng hộ không đó. Này có 20 ngàn cả nhà. Đó, bịch này có 20 ngàn thôi đó. Dâu á. Còn cái này là có 10 ngàn là cái nhà. Một ký dâu tầm. Còn khế ngọt này có 10 ngàn à. Người Thái mình cũng gọi là khao lam hả chị ha? Dạ. Khao lam, khao lầy khắp. 30 bạch. 30 bạch. 30 bạch. 30 bạch. 3 cây 30 ngàn. Yeah. Đúng không chị? 3 cây 30 ngàn. 1 cây 30 ngàn. 1 cây 20 ngàn. Mình bán rẻ sao cho chị nữa. Em xin lỗi. Em tưởng 3 cây 30 ngàn. Không lạ mà cả già ơi. Em phải bóc cái này nhá. Nè nè. Lọt xuống. Nè. Biết lọt. Bà ngoại em ngày xưa làm này bán. Dạ. Bán được một ngày nhiều lắm. Này bé Nan quý, anh Nhi cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã có coi video và theo video của hai đứa này và cùng học hảo. Bé Nan đi trước nhà cả già, yêu thích video của hai đứa này là không quên like, subscribe và share.